Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Hồng Hách là thế nhưng Tiêu Chiến cũng phải ngậm đắng nuốt cay chịu thua. Tiêu Chiến bị hụt hơi khi đối đầu với Bạch Kính Đình trong khoản thu hút thương vụ cho phim mới. Có phim lên sóng cùng một khoảng thời gian, không khó hiểu khi Tiêu Chiến và Bạch Kính Đình thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh. Một trong những khía cạnh để đánh giá sự thành công của phim chính là số lượng thương vụ mà phim đó đem đến khi lên sóng. Mới đây, một bảng thống kê số lượng thương vụ của hai bộ phim Ngọc Cốt Dao và Trường Phong Độ đã và đang lên sóng, đã được đăng tải trên mạng xã hội, đồng thời thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Đối với Trường Phong Độ do Bạch Kính Đình và Tống Dật đóng chính, bộ phim đã chiếu hết 40 tập này có tổng cộng 249 quảng cáo từ 41 thương hiệu với tổng thời gian quảng cáo là 2.243 giây. Phân tích cho thấy số lượng quảng cáo tăng nhẹ ở các tập giữa và giảm nhẹ ở các tập cuối của phim. Tập 1 có khoảng 6 quảng cáo với tổng thời gian là 46 giây, tập cuối của phim có khoảng 4 quảng cáo với tổng thời gian là 40 giây, trung bình mỗi tập sẽ có 6 quảng cáo với tổng thời gian là 56 giây. Trong khi đó, Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn lại ghi nhận số thương vụ thấp hơn hẳn. Trong 28 tập đã lên sóng, bộ phim thu hút 107 quảng cáo từ 17 thương hiệu, với tổng thời gian quảng cáo là 1.128 giây. Phân tích kỹ hơn để thấy tập đầu tiên là 7 quảng cáo với tổng thời gian là 71 giây, giảm dần từ tập 6 và giảm mạnh từ tập 16 trở đi. Ở tập 28, số quảng cáo giảm còn 1 với tổng thời gian 5 giây. Trung bình mỗi tập phim có gần 4 quảng cáo với tổng thời gian 40 giây. Qua đó có thể thấy cả Trường Phong Độ và Ngọc Cốt Dao đều rất thu hút trong mắt các nhãn hàng và thương hiệu, minh chứng là cả hai bộ phim đều đang dẫn đầu về số lượng thương vụ trên màn ảnh nhỏ hiện tại. Tuy nhiên, Tiêu Chiến lại tạo ra yếu thế hơn hẳn khi bị đưa ra so sánh với Bạch Kính Đình. Là một định lưu, việc Tiêu Chiến thua kém trước đối thủ rõ ràng yếu thế hơn gây không ít bất ngờ. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng đây là hậu quả của việc Ngọc Cốt Dao bị nền tảng Tencent bặm mặc, không tập trung quảng bá. Bên cạnh đó, Ngọc Cốt Dao vẫn còn phân nửa chặng đường ở phía trước, việc tổng kết số lượng thương vụ vẫn còn là quá sớm. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.